Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Semlex. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm của Semlex và cách tạo một file Semlex trong Java CSP như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Semlex. Với công nghệ lập trình web của Sun Microsoft System thì Semlex và CSP là hai thành phần quan trọng. Trong đó thì Semlex tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu. Trong khi đó, ZigBee thì nó sẽ sinh ra các giao diện. Ở đây chúng ta sẽ có HTML, CSS, JavaScript để phản hồi cho người dùng. Ở một góc độ kỹ thuật thì Semlex là một cái lớp kế thừa từ HTTP request được Sun định nghĩa sẵn. Ở đây là một cái lớp kế thừa của HTTP request, HTTP Semlex. Và trong cái lớp này nó sẽ override các cái phương thức service, DoGet, DoBot để thực hiện các cái yêu cầu của người dùng. Trong đó DoGet thì chúng ta sẽ xử lý các cái request về get. DoBot thì nó sẽ xử lý các request về post. Ở đây các cái request post này thì nó sẽ submit book form với method là post. Còn về cái service này là nó sẽ lấy cả hai loại. Khi mà override phương thức DoGet và DoBot mà phù hóa, có nghĩa là nếu một cái file select không có DoGet và DoBot thì cái service này nó sẽ xử lý. Cái service này nó xử lý cả về cả get và post, có nghĩa là bạn request một cái phương thức get hoặc là post thì cái service này nó đều thực hiện. Đầu tiên thì chúng ta sẽ new cho nó một cái project. Ở đây chúng ta sẽ new một cái web. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên là session 02. Trong cái session 02 này thì chúng ta sẽ new cho nó một cái file. Ở đây thì chúng ta sẽ new một cái class. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên là một package. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên là edu.poly.edu.serverless. Và ở đây chúng ta sẽ đặt tên cái class là chúng ta sẽ đặt cái tên một cái class này, ví dụ như là home serverless. Thì như trong cái khái niệm của chúng ta thì các bạn thấy Semlex là một cái lớp kế thừa từ một cái HTTP Semlex. Thì ở đây nó là một cái class và cái class này nó sẽ kế thừa. Cái thử ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là extend một cái HTTP Semlex. Và trong lớp HTTP Semlex này nó sẽ override các phương thức. Ở đây thì các bạn bấm chuột phải và chọn source. Sau đó thì các bạn sẽ chọn là override. Đây, override element and first method. Sau đó thì các bạn sẽ chọn các cái phương thức. Ở đây chúng ta sẽ chọn là DoGet nè, DoBot nè và service. Ở đây chúng ta sẽ chọn ba phương thức này. Chúng ta tích vào ba phương thức, sau đó chúng ta sẽ bấm là OK. Thì khi mà các bạn bấm OK thì các bạn thấy chúng ta đã add được cái DoGet, DoBot và cái service. Ở đây thì chúng ta sẽ viết cho nó một cái lệnh, ví dụ như là response.getWriter.write. Thì ở đây chúng ta sẽ viết cho nó là một cái là cái này là mình sẽ cho nó là DoGet để chúng ta sẽ biết là nó sẽ chạy vào cái DoGet. Ở đây là DoBot thì chúng ta sẽ biết nó chạy vào DoBot. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái là service để cho nó chạy vào một cái service. Thì đây, ở đây chúng ta đã tạo ra một class Semlex. Trong class Semlex này nó sẽ extend một cái HTTP Semlex. Ở đây thì cái khái niệm của chúng ta là như thế. Tiếp theo thì các bạn thấy post và back không phân biệt post hay là get. Thì cái service này, trong cái service này nó không phân biệt post hoặc là get. Có nghĩa là nếu bạn sử dụng một cái form mà truyền dữ liệu đến
thì post nó cũng nhận mà get cũng nhận. Còn ở đây các bạn thấy mình có là do get và do post, có nghĩa là bạn sử dụng phương thức get thì nó sẽ thực hiện trong cái phương thức là do get, mà các bạn sử dụng phương thức là post thì nó sẽ thực hiện trong phương thức là post. Tiếp theo, trong một cái select này nó có thêm một cái annotation. Cái annotation này được có tên là a cộng web select, được sử dụng để ánh xạ một chiều hoặc là nhiều URL đến một cái select. Có nghĩa là như thế nào? Khi các bạn gõ lên trên cái web của chúng ta thì cái annotation này nó sẽ là nhận và chuyển tiếp cái phản hồi của chúng ta. Ví dụ như trong cái trang select của chúng ta ở đây nó chưa có cái web select này. Đây là cái annotation. Cái annotation này nó sẽ cho phép các bạn ví dụ như select này. À 2. Có nghĩa là khi các bạn gõ trên cái URL select 2 này thì nó sẽ chạy vô trong cái này. Ví dụ như thế này, mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Bấm chuột phải chọn là run as on server. Khi chương trình của chúng ta nó sẽ chạy đây thì các bạn thấy ở đây, à đây đường dẫn chúng ta là 2 rồi, thì nó sẽ chạy vào cái trang của chúng ta và nó sẽ hiện là service. Service là gì? Service là khi mà nó sẽ nhận được hai cái trường hợp post và get, là sử dụng là service. Ở đây các bạn thấy chúng ta viết là 2 thì nó, hoặc là các bạn thấy bình thường chúng ta sẽ thấy cái web service, web select này thường thường nó sẽ là trùng cái tên với cái tên select, thì chúng ta bỏ vô đây, chúng ta enter thì các bạn thấy ở đây là chúng ta là nó sẽ không tìm thấy file này, cái này là không tìm thấy file bởi vì nó không ánh xạ được tới cái URL của chúng ta, mà cái URL của chúng ta là 2 thì nó mới chạy được. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta sẽ sửa là 2 thì nó sẽ chạy được. Đó, ok chưa? Và chỗ này chúng ta có thể là chỗ này là ví dụ như là poly này, sheet này, home thì nó mới chạy tới được, thì chúng ta sẽ lưu lại và chúng ta sẽ chạy lại chương trình. Ok, và qua đây chúng ta sẽ viết là poly này, sheet home, sau đó enter thì nó sẽ chạy tới. Ví dụ như là các bạn viết là home 1 này thì nó sẽ bảo là không tìm thấy file, mà sheet home là nó sẽ tìm thấy cái file của chúng ta. Cái file của chúng ta là đây. Có nghĩa là nó sẽ tìm đến cái đường dẫn là poly.com. Khi mà nó đúng cái đường dẫn poly.com thì nó sẽ thực hiện trong cái trang của chúng ta. Đây là cái annotation là web select. Thì trong cái web select này nó sẽ có thể bạn sẽ chứa nhiều thông số. Ví dụ như là mình sẽ cho nó là sheet này, poly này, sheet 2. Ok chưa? Nhiều thông số thì các bạn sẽ bỏ thêm cho nó là một cái dấu ngoặc đúng không? Bỏ ngoặc đúng ngoặc như này. Này, phẩy này. Ví dụ như là poly này. Sheet poly. Sheet ABC. Chúng ta lưu lại. Ok chưa? Và chúng ta sẽ thấy đây. Lúc nãy là poly sheet home. Poly sheet home 1 lỗi này. Poly sheet 2. Ok, và poly sheet ABC. Ok, thì ở đây các bạn thấy chúng ta đã sử dụng là ba cái annotation để ánh xạ tới cái đăng quá home select của chúng ta ở đây. Ok chưa các bạn? Đó là cái annotation select. Ở đây là cái annotation a cộng web select này được sử dụng để ánh xạ một chiều hoặc là nhiều URL. Một hoặc là nhiều URL đến một cái lớp select. Ở đây các thuộc tính là URL pattern. URL pattern là cái lúc nãy đó. Cái này là do chúng ta là viết tắt thôi các bạn. Cái này là chúng ta viết tắt về bản chất này, cái này là URL pattern. Này. Đó. Ở đây mình không có thể là không ghi cũng được. Nó mặc định là URL pattern. Thì ở đây các bạn thấy URL pattern này nó sẽ ánh xạ tới ví dụ như là user này, index này, hoặc là user home index vân vân, hoặc là sheet. Sheet có nghĩa là không có gì hết. Cú pháp URL này được bắt đầu bằng cái dấu
dấu chuyện hoặc là dấu sao. Dấu sao là đại diện một cái bất kỳ, ví dụ như là cái là chấm BFB hoặc là user sao, có nghĩa là phải có đường dẫn là user. Ở ngôi sao user này là một loạt ký tự bất kỳ đó. Và cái URL này phải là duy nhất, bởi vì nó sẽ, nếu mà không phải là duy nhất thì nó sẽ không biết cái đường nào ánh sạc. Có nghĩa là nếu mà bạn sẽ có hai cái file select, trong cái hai file select này nó có cái URL pattern này nha, nó giống nhau thì nó sẽ không biết nên ánh sạc về cái select nào. Nên là cái cú pháp URL này phải là duy nhất trong cái ứng dụng web của chúng ta. Sao được sử dụng để đại diện cho một nhóm ký tự bất kỳ, không cho phép được sử dụng ở giữa URL. Khi thực hiện một cái request thì cái URL này nó sẽ phù hợp đến một select, và thì cái phương thức dịch vụ này nó sẽ thực thi đó. Đó có nghĩa là khi mà các bạn sẽ gõ đúng này thì phương thức dịch vụ sẽ thực thi và nó sẽ trả về kết quả cho chúng ta ở đây, ví dụ là như thế. Ở đây thì các bạn thấy đây là ví dụ web select. Thì ở đây các bạn thấy crud index, thì khi các bạn gõ là cái gì đó cái trong web của chúng ta crud index thì nó sẽ thực hiện là crud index, crud edit nó cũng chạy vào trong này, và crud create cũng chạy về này. Ở đây thì sao thì các bạn xuyệt sao, có nghĩa là index này, ngồi sao index xuyệt này là một cái chuỗi ký tự đại diện bất kỳ. Ở đây các bạn thấy là 2020 tèo nv hoặc là chấm chấm chấm, một đại diện một chuỗi ký tự bất kỳ. Ở đây thì các bạn có thể làm ở trong này. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái URI, và trong cái URI này nó sẽ lấy được cái đại diện URL của chúng ta. Ở đây ví dụ, ở đây thì các bạn thấy nó sẽ chạy vào trong cái service này. Thì trong cái service này chúng ta sẽ kết nó đi, rồi chúng ta có thể viết cái này nữa, string URI bằng request chấm get request URI này, request URI. Ok, ở đây chúng ta sẽ ghi là if cái URI này chấm content chứa, nó chứa cái gì, ví dụ như là nó sẽ chứa là chữ gì các bạn, đây các bạn, nó sẽ chứa cái chữ home. Thì chúng ta sẽ in ra cái chữ home, ok chưa các bạn. Ngược lại, nếu mà cái URI này nó chứa poly sao đây các bạn, này dấu sao. Đây thì chúng ta sẽ sử dụng là poly, mình cho thêm chữ edit này cho nó thêm một cái duyệt sao. Đây là mình gọi là nếu mà nó sẽ chứa từ edit thì chúng ta sẽ in ra poly edit, ví dụ là như thế, ok các bạn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ, nếu mà có URI này chấm content này chứa ABC thì mình sẽ in ra là ABC. Ok, và chúng ta sẽ trả lại chương trình. Chương trình của chúng ta là poly ABC này. Và chúng ta sẽ trả lại các bạn nhé. Mà nó trả lại chưa xong. Đây, thì nó sẽ in ra ABC đây các bạn. Ví dụ như là poly home, nó sẽ in ra home. Poly edit này, sheet này, ABC thì poly edit này. ABC là đại diện một ký tự, bạn viết gì cũng được. Nó đúng cái đường dẫn của chúng ta là poly edit là được. Ngoài sao là sao đại diện một loạt cái ký tự, ví dụ như thế. Thì ở đây chúng ta đã hiểu được cái
hoạt động của cái annotation của chúng ta. Đây, đây là cái hoạt động của annotation. Như các bạn thấy ở đây, trang web của chúng ta nó đang thực hiện trong cái service và nó không thực hiện trong cái doGet và doPost. Bởi vì cái service này nó thực hiện luôn cả phương thức post và get, có nghĩa là nó sẽ không phân biệt phương thức post và get. Ở đây về cái lý thuyết ở đây thì các bạn thấy cái service thì nó sẽ không phân biệt post hoặc get. Còn doGet và doPost này nó sẽ phân biệt là post và get. Ở đây thì muốn chạy được cái doGet doPost này thì chúng ta sẽ comment cái service này lại và chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Các bạn bấm chuột phải và chọn là run on server. Thì ở đây các bạn sẽ thấy cái chương trình chúng ta sẽ chạy như thế nào. Và chương trình của chúng ta chạy ở đây cũng sẽ ra doGet. Mặc định các bạn chạy thì nó sẽ ra là doGet. Còn doBot thì các bạn phải chạy từ một cái trang HTML. Đây chúng ta sẽ new cho nó là một cái folder, mình sẽ đặt tên là view. Trong cái view này thì chúng ta sẽ đặt tạo ra một cái file HTML, ví dụ như trang là index.html. Trong trang index.html này chúng ta sẽ tạo ra một cái form. Trong cái form này thì chúng ta sẽ có một cái input file là bằng submit. Và chúng ta sẽ có value là bằng ok. Khi mà chúng ta sẽ action thì chúng ta sẽ action về cái đường dẫn của chúng ta, ở đây là polyhome. Đây. Và chúng ta sẽ thực hiện là phương thức method là sẽ bằng post. Ok, và chúng ta sẽ chạy chương trình. Khi mà chương trình của chúng ta chạy lên ở đây chúng ta sẽ là view sheet này index.html. Ở đây thì các bạn thấy nó sẽ chạy trang HTML. HTML của chúng ta chỉ có một button ok thôi. Sau đó bạn click vào ok. Khi click ok thì nó sẽ chạy về trang là polyhome. Thì ở đây các bạn thấy nó sẽ bị lỗi bởi vì chúng ta không có trang polyhome mà nó phải là trang là section này. Yeah, section polyhome thì mới đúng. Polyhome thật là nó thiếu chữ là section 2 này các bạn này. Để có chữ section 2 này thì các bạn vào trong cái trang này chúng ta sẽ là chấm chấm xuyệt và chúng ta sẽ chạy lại view xuyệt index.html, sau đó bạn bấm ok này. Đó thì nó sẽ chạy về trang là section 2 này, polyhome này, và chúng ta đang sử dụng là phương thức là doPost. Có nghĩa là ở đây chúng ta sử dụng phương thức post thì nó sẽ chạy về trang home select này, nó sẽ thực hiện trong cái phương thức là post. Mà nếu các bạn sử dụng bình thường thì nó sẽ chạy về doGet, hoặc là ở đây chúng ta sẽ chọn nó là phương thức là get, chỗ này là get thì nó sẽ sử dụng như chúng ta là phương thức get. Ở đây các bạn có thể là F5 lại này. Ở đây là doGet. Nếu mà các bạn sử dụng method là get, mặc định nó sẽ sử dụng get các bạn nhé. Đây là chương trình của chúng ta.